sinh con đẹp lắm á. Thật sự không đẹp. Anh biết bà đưa cô ở dưới miền Tây mà là xấu số chuột bỏ không? Ý là bà nói, bà nói là gì? Anh là đẻ ra mấy con bỏ đó, đẻ ra là 19 đứa. Nhưng ta nói bé còn rớt học trên tay cái đẹp ủng hộ gì bé quý vị nha. Ai đó có bé hỏi xin mời hướng mắt từ sân khấu đi chuẩn bị. Xò xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
172, 572 hoàn thể, 28 có 1, 36 có 2, 13 có 3, số 1 hợp lệ. Hợp lệ luôn, chúc mừng hai chị nha. Rồi, rồi hai chị ơi. Rồi, vào lời tiếp theo đã không còn giá trị nữa và các lời đẹp đang rạo quốc thì bên dưới phục vụ cho tất cả quý vị. Còn lời tiếp theo, còn lời 30 đồng đầu tiên cho tối ngày hôm nay thì mến mong tất cả quý chương trình ủng hộ nhiệt tình ha. Còn những tờ vé không may mắn, quý chương trình mình đừng vội sẽ bỏ đi, hãy đặt ra ngoài sao ghi đầy đủ họ tên cũng như là số điện thoại để bỏ vào cái thùng không đi. Quý chương trình sẽ bóc nè. Ngọc ơi, về trời, xuống đất đi Ngọc ơi. Trời ơi, Tiên Ông đang thu đắc đạo đó con. Trời ơi, Tiên Ông cho Ngọc là một đứa con. Nó chăm phút con này luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời có hai tiên đồng Ngọc nữ nữa kìa trời ơi. Trời ơi, ai quá à. Vậy dùng lời tiếp theo là dùng lời 30 màn đồng với nhau rồi đặc biệt đầu tiên nha quý vị mình ơi. Bé chồng ra bé chồng gì nè ơi. Vì chồng bị béo quá trời luôn nãy giờ. Không có, không có. Sao nhỏ? Không có. Sao nhỏ? Dễ thương chết đi em bé nha. Dạ bữa rước chỉ về chợ em chung luôn đi. Trời mua liền hết cho. Chị thấy chưa? Trời đất ơi. Dạ. Trời. Sao? Dạ. Anh nói gì vậy? Anh kêu về trời hả? Trời ơi, phía bên dưới mình có vé hết cho quý vị mình ơi. Rồi, bé ba kia tối tiền cho ai hả? Chị bé ba kia tối tiền thừa cho ai hả? Rồi, bé ba ơi, chơi anh trai, anh trai cũng anh trai áo xanh nè. Anh bé ba kia tối cho anh đúng không? Hay là ai hả? Chị kia hả? Anh đợi một chút mọi người vô đổi tiền xíu ra tối cho mình nha. Chị sửa không? Dạ rồi, trên tay các người đẹp chỉ còn đôi ba tờ lá vé thôi quý vị ơi. Nếu như quý vị chưa có vé, hãy đầu tư cho mình một tờ lá vé nha. Còn nếu như đã có rồi. Hãy hướng mắt cho sân khấu chuẩn bị do số. Dạ cái gì vậy má? Dạ tổ tiếng tiếng không phải tiếng không có hả? Trời ơi, cái tiếng Thái nó còn không nghe không hiểu nữa má. Ủa ai biết con nghe nó dài 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 dài. Lấy tiền mà chưa đưa cái vé để khách cho quan hai. Trời ơi. Chết rồi, người lấy tiền người ta mà không đưa vé cho người ta. Trời ơi, quan hai chơi nhảy khách. Trời ơi, bị nói mãi gì đó. Khả năng nói mà được khách vào đưa tiền mà không còn vé luôn, chỉ có chơi nhảy thôi. Ghê quá. Chị cái nói, cái nhảy rồi, được cái nhảy rồi. Hoặc là cua ma không. Rồi, người đẹp mỏ hơn được còn 4 vé hả? Em nó sẽ nói gì lộ vậy? Thì cái nét đó, thì mình nói theo cái nét đó. Em nói thiếu rồi, chán vô nữa. Ủa, thì là phải người đẹp mỏ hơn, chán vô lộ lộ. Đúng rồi. À, đó, năm nay mới 18 tuổi trăng tròn nha quý vị mình ơi. Mặt nó già một xíu. Mới 17 hả? 17 hả? 17 mẹ gãy xương đâu. Vậy là chưa đủ tuổi hết rồi. Đúng rồi. Thấy cái cánh tay chị lộ không? Mới 17 tuổi mới có sức mẹ gãy xương châu. Cánh tay như cánh bường vậy. Dạ. Thấy gì chứ có chồng trẻ không đó. Mười mấy? Lái phi công không đó. 15 tuổi hả? Trời ơi. Thế dài dài đi chứ cái số có phước đúng không? Trời có phước quá ha. Ước gì phước. Chắc kiếp sau mỏ hồ thì chờ có phước. Kiếp này mỏ mó không ai vô tới luôn trời. Em
kiếp kiếp này có người nhớ em. Ai vậy? Nè. Kìa xuống đây kìa. Cái chị xuống đây kìa. Em đó, em đòi đó. Kêu ai vậy? Anh kêu em đang quắt. Xuống đi, xuống đi. Yeah. Em cô gái bán cà phê. Đi xuống đây. Rồi anh thích uống gì vô giò đào cho nè. Bắt tay với anh một cái. Em này phải không anh? Em này phải không? Em này là Hồng Cúc. Đúng rồi. Dạ. Tiếng 20. Dạ. Em tên là Hồng Cúc. Tại vì cái cúc em rất là hồng. Dạ. Đúng rồi. Là cái bông cúc hồng. Dạ đúng. Cái bông cúc hồng. Nó màu hồng. Dạ. Dạ. Nó màu hồng. Dạ. Rất là dễ dạ. Dạ. Em sao trong chung. Bỏ luôn. 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 Tay yêu. Tay yêu. Ôi ôi. Dạ. 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 Ôi mấy người dùng to hơn. Ôi mấy người dùng to hơn. Nó thấy chưa mấy bạn mấy má không được bo kìa. Dù sao ta cũng được bo 10 ngàn cũng được uống một chai xì tin à. Bây giờ họ được bo 10 ngàn giờ hút đứa thuốc giao lưu dẫn này. Mọi lúc, mọi lúc chạy, chạy ơi chạy. Như gì mới là đẹp ấm nha. Đẹp ấm là chết cho mình nha. Ai đây, ai đây, ấm mình. Dạ thôi em cảm ơn. Dạ thông cảm mà đòi em gái nó không được hút thuốc. Dạ thông cảm giùm em ha. Cái này mới là anh trai vượt ngàn trong không, giây. Không, không, chích được không hả? Gì ghê vậy? Ghê. Không được hả, thông cảm. Nó hát thôi chứ không có hút chứ chích được. Dạ, xin mời ạ, tiếp. Dạ, mấy cái thuốc nhỏ nhỏ em hút được. Dạ, xì gà thì được. Dạ, dạ thôi, dạ, cảm ơn. Cô đôi nhau tối nha. Chuyện chúng ta đã lấy dùm cho Bảo Ngọc và bốn cô hài nghe là mình đọc giải. Dạ trong khi chờ đợi. Rồi chắc ta giải thằng nhanh luôn em ơi. Rồi em ra đây với chị nha. Rồi đi đi cho chị mượn 3325 hợp lệ nè. Hợp lệ 42. Kỳ điểm chi qua có 1. Le le lửa nước. Lửa nước 2 2 có 2. 12 con giáp. 12 con giáp có 3. Số 6. Số 6 lạnh cốc. Dạ số 6 12 22 42. Dạ ai cũng tưởng đại diện một người trên lên.